Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang đi thuyền trên hồ Tà Đùng của huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bạn nhé. Hồ Tà Đùng thì là một cái tên mà không có còn mới lạ với mọi người nữa, nhưng mà khám phá trên lòng hồ và những hòn đảo ở trên lòng hồ thì vẫn còn khá xa lạ với nhiều người nhé các bạn nhé. Thì sau khi cái hồ thủy điện ngăn sông Đồng Nai ấy, người ta hoàn thành, thì cái hồ Tà Đùng này nó có hơn 40 hòn đảo, đều là các cái ngọn núi ở trước nó bị ngập nước và hình thành nhé các bạn nhé. Nếu mà khi mà mùa tích nước thì số lượng đảo nó tăng lên, và khi mà mùa khô thì là đảo nó ít đi, vì các ngọn núi nó nằm sát nhau các bạn, nó nổi lên trên khỏi mặt nước nhé. Hiện nay thì mình sẽ đi thuyền, mình đang xuống bến thuyền để khám phá những cái hòn đảo ở trong hồ Tà Đùng như các bạn nhé. Ở đây thì có khoảng, hiện nay thì mùa này nước nó cạn, nó khoảng độ 40 hòn đảo. Đặc biệt là trong này có một hòn đảo rất là đẹp, đấy là hòn đảo hình trái tim nhé. Hình trái tim hay là người dân gọi nôm na là hình quả đào cũng được nhé các bạn nhé. Rất là đẹp và đặc biệt nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ chuẩn bị đến mình khám phá cái hòn đảo này để mọi người biết nhé. Đây là một trong những hòn đảo đẹp và khá là đặc biệt trong hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam của mình nhé các bạn nhé. Mọi người chuẩn bị, bây giờ mình đang chuẩn bị đi xuống bến thuyền này. Hiện nay thì có khá nhiều các cái dịch vụ ở cái bến thuyền này, bến thuyền Tà Đùng khá nhiều dịch vụ để cho mọi người đi khám phá cái lòng hồ Tà Đùng cũng như là các cái đảo ở trên lòng hồ nhé các bạn nhé. Tùy theo những cái dịch vụ khác nhau á, mà mọi người có cái, họ bán các cái giá vé khác nhau. Ví dụ như là mình có thể là ở lại cắm trại, hoặc là mình cắm trại, hoặc là mình không cắm trại, hay là mình câu cá, hay là mình làm những cái dịch vụ gì khác. Tùy từng các cái dịch vụ thì là giá nó khác nhau. Còn nếu mà mọi người chỉ đi xung quanh lòng hồ không thì giá là khá là rẻ. Đặc biệt là nếu mà đi xung quanh lòng hồ thì họ cũng có theo tour. Ví dụ như là mọi người đi riêng hay là đi theo đoàn hay là gì ấy, thì là nó tùy. Nói chung là ở trên cái khu vực hồ Tà Đùng này thì là du lịch nó vẫn còn chưa phát triển lắm đâu nhé các bạn nhé. Nó vẫn còn hoang sơ. Đặc biệt là nếu mà mọi người đi đến đây mà chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, xong rồi vào câu cá hoặc là đi du ngoạn thì rất là đẹp và phù hợp nhé các bạn nhé. Còn các cái dịch vụ khác thì nó chưa được tốt lắm, nên là nói chung là thuận lợi cho những cái người mà đi cắm trại chứ các thứ, hoặc là đi ngắn thời gian á. Còn nếu mà đi xa, đi lâu thì đi cả ngày thì mọi người nên chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Đặc biệt là đi đông thì là khá hay, và đi nó vẫn còn cái kiểu hoang sơ các bạn nhé. Đây thì bắt đầu tàu của mình nó cũng vừa mới rời khỏi bến này. Mình sẽ đi khám phá một số các cái đảo trên hồ để mọi người biết thêm về đảo này nhé các bạn nhé. Hồ Tà Đùng thì nếu mà mọi người đi thì từ Sài Gòn đi lên thì nó có hai đường. Một là đi đường quốc lộ 13 và đi đến quốc lộ 14, rồi đến thị trấn Gia Nghĩa mình rẽ phải vào khoảng 50 cây số nữa. Hoặc là từ dưới quốc lộ 20 mình lên đến thành phố Bảo Lộc, rồi cũng có đường sang nhé các bạn nhé. Đi khoảng 70 cây số tùy từ thị trấn Di Ninh của huyện Di Ninh, Lâm Đồng ấy, là cũng sang đến Tà Đùng nhé các bạn nhé. Hai đường này đều đi qua quốc lộ 28 hết. Nói chung là quốc lộ 28 ở cái đoạn là Lâm Đồng và Đắk Nông này thì mình thấy cũng còn khá dễ đi nhé các bạn nhé. Tuy nhiên nó có nhiều đèo suối, đèo với lại các cái khúc cua, nên là mọi người nên đi chậm thì đúng hơn. Đi xe máy thì sẽ tốt hơn đi ô tô nhé các bạn nhé. Đây thì mình đang ra lòng hồ rồi. Ở xung quanh hồ thì là nó cũng có nhà, có một số các cái người dân người ta nuôi nhà bè ở đây nhé các bạn nhé. Hồ Tà Đùng thì nó nằm trong vườn quốc gia Tà Đùng nhé các bạn nhé. Vườn quốc gia cũng là khu bảo tồn Tà Đùng luôn. Thì hiện nay cái vườn quốc gia và khu bảo tồn này thì kiểm lâm họ đang quản lý, và nó không cho dân xây dựng nhà cửa cũng như là sinh sống ở trong rừng này. Tuy nhiên thì ở trên lòng hồ thì mọi người được làm bè để nuôi cá bè các bạn nhé, trên lòng hồ, chứ không được nuôi cá bè trong rừng nhé các bạn nhé. Thì ở đây cũng có một số các cái nhà bè, xíu nữa mình sẽ đi tới các nhà bè để mình quay cho mọi người biết nhé các bạn nhé. Đây thì thuyền đang tiếp tục đi này. Ở đây á thì hầu hết những cái bức ảnh mà mọi người nhìn về Tà Đùng á, nếu mà các bạn chưa đi mà tham khảo trên mạng á, thì là người ta chụp là đứng từ trên cao, người ta chụp xuống lòng hồ là
nhìn thấy là rất nhiều các cái đảo. Nhưng mà hiện nay thì hôm trước thì mình có quay một cái clip ở đứng ở trên cao, trên những cái khu vực cao mình quay, cũng như là những cái nơi đẹp để mình ấy rồi. Hôm nay thì mình sẽ đi xuống tận dưới lòng hồ để khám phá thêm, cũng như là để ghi lại những cái hòn đảo đặc biệt mà mọi người chưa tới được ở đây nhé, để chia sẻ với các bạn nhé. Nếu các bạn có theo dõi những cái video clip của mình thì mong mọi người like, chia sẻ, ủng hộ để mình tiếp tục hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam nhé các bạn nhé. Ngoài những cái hòn đảo ven biển, mình cũng đi đến các cái hồ cũng như là những cái nơi mà rất đặc biệt như ngoài Trường Sa các thứ, mình cũng sẽ tới để ghi lại những cái cuộc sống, những cái hòn đảo ở ngoài đấy để mọi người biết thêm về những cái cảnh đẹp của quê hương đất nước, đặc biệt là những cái vùng đảo nhé các bạn nhé. Thì cái đảo mình sắp tới phía trước mặt mình nghe là đảo đảo hình trái tim nhé. Dân ở đây người ta gọi là đảo quả đào nhé các bạn nhé. Nó hình quả đào nhé. Tuy nhiên mình đi ở ven bờ thì mình nhìn thấy cái hình quả đào nó không được, cái hình trái tim này nó không có được rõ nét lắm. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người nó hơi hơi được thôi. Hơi hơi hình trái tim, nhưng mà nếu mà bay flycam ấy thì nhìn nó rõ nét. Tuy nhiên ở cái khu vực này thì lại không được bay flycam vì bên kiểm lâm họ không cho bay. Với lại mình đang đi ở trên ghe nên bay sợ nó rơi xuống mất các bạn nhé. Nên mình sẽ đi để mình khám phá thêm để mọi người biết về Hồ Tà Đùng nhé các bạn nhé. Hồ Tà Đùng thì mọi người không nên đi mùa mưa, đi mùa khô thì là nó tuy cái lòng hồ nó không có rộng nhưng mà nó an toàn hơn là mùa mưa các bạn nhé. Mùa mưa thì thủy điện họ tích nước nên là cái hồ nó sẽ rộng hơn, nhưng mà mùa mưa chỉ phù hợp để mọi người ngắm hồ từ trên cao thôi nhé các bạn nhé. Ngắm từ trên cao lúc mùa mưa thì rất là đẹp, đặc biệt là săn mây nhé. Còn nếu mà khi mà di chuyển xuống lòng hồ như mình đang di chuyển đây thì mọi người nên đi vào mùa khô nhé, để cho nước mặt hồ nó yên tĩnh nhé các bạn nhé, và nó êm ả hơn. Đó, mình bắt đầu mình tiếp tục hành trình mình đi nhé các bạn nhé. Ở đây thì là có các nhiều các cái dịch vụ cắm trại luôn, vì là có nhiều các cái ngoài cái sông Đồng Nai thì nó còn có một số các cái nhánh nữa nó đổ về Hồ Tà Đùng, nên là xung quanh Hồ Tà Đùng thì nó khá nhiều các cái doanh nghiệp cũng như là các cái người dân, người ta tự mở ra các cái dịch vụ du lịch người ta cung cấp với mọi người. Đấy, phía trước mình là cái bên tay trái mình là cái chính là cái đảo quả đào nhé các bạn nhé, đảo hình trái tim các bạn nhé. Mình tiếp tục đi để mọi người thấy được rõ nét hơn cái đảo này. Này thì mình nhìn ở đây thì nó cũng chỉ hao hao được hình trái tim thôi, chứ không có được hình trái tim thật nhé các bạn nhé. Nhưng mà mình tiếp tục đi để mọi người biết này. Đó, phía trước mặt mình đây chính là cái đảo hình trái tim nhé các bạn nhé. Nhìn ở phía bên này thì nhìn thấy cái hình đầu của trái tim này các bạn thấy không? Cũng là một kỳ quan thiên nhiên nó khá là đẹp. Đảo này thì bình thường trước khi xây hồ thủy điện nó là một quả đồi thấp nhé các bạn nhé. Hiện nay thì là nếu mà các bạn để ý thì là do đây đang chưa phải là mùa mưa, chưa phải là mùa tích nước nên là các cái hòn đảo đây nó vẫn bị nhô lên khỏi mặt nước và nhìn thấy rõ các cái ngấn cây ấy. Nhưng mà khi mùa mưa nó ngập nước lên thì nước ở đây nó sẽ cao thêm độ khoảng độ 4 đến 5 mét nữa nhé các bạn nhé. Thì là các cái cây cối ở ven cái hình trái tim của đảo đây là nó sẽ bị ngập chìm với nước hết các bạn nhé. Đó, mình tiếp tục đi xung quanh hòn đảo để mọi người biết thêm về hòn đảo nhé các bạn nhé. Hiện nay thì cái hành trình khám phá 1000 hòn đảo Việt Nam của mình cũng đã được hơn 100 hòn đảo rồi các bạn nhé. Và mình nghĩ là đấy, cái hình trái tim kìa rất là giống, tuy là mình nhìn ngang thôi nhưng mà mọi người cũng có thể thấy rõ được cái hình trái tim đó các bạn thấy không? Đảo hình trái tim này, mình sẽ nói anh lái thuyền chạy một vòng để mọi người quanh cái hòn đảo này để mọi người biết thêm nhé. Mình cũng xin nói thêm rằng tất cả các cái hơn 40 hòn đảo, gần 50 hòn đảo ở Tà Đùng đa phần là do người dân địa phương đặt tên nhé, chứ không nhà nước cũng chưa đặt tên, và ở đây thì chỉ là hòn đảo người ta gọi bình thường thôi nhé. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà các cái hòn đảo ở Hồ Trị An á, Hồ Trị An dưới tỉnh Đồng Nai á, thì mình thấy mọi người xây khu du lịch và có mua qua bán lại cũng như là người dân sinh sống ở, nhưng mà những cái tất cả Hồ Tà Đùng á, thì không có người dân sinh sống, bởi vì là các cái hòn đảo trong Hồ Tà Đùng á, nó nằm trong khu bảo tồn và vườn quốc gia Tà Đùng á, nên là nó khác với lại các cái đảo cũng như là các cái hòn đảo ở dưới Hồ Trị An, nên là có người sinh sống và có khu du lịch các thứ nên là phát triển hơn nhé các bạn nhé.
Ở đây thì là mình chỉ được đi xung quanh, mình ngắm đảo một vòng thôi, chứ không có được lên tận đảo như các cái hòn đảo ở Hồ Trị An mà mình từng lên nhé các bạn nhé. Rất nhiều đảo ở Hồ Trị An mình lên thì nó cũng tương tự như là đảo Hồ Tà Đùng này nhé các bạn nhé. Mình xin chuẩn bị dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip khác nhé, những hòn đảo đặc biệt của đất nước nhé. Mình đã vẫn còn đi khám phá rất nhiều hòn đảo và mình sẽ chia sẻ những cái clip tiếp theo với mọi người, những cái hòn đảo đặc biệt tiếp theo các bạn nhé. Và rất nhiều các cái hòn đảo cũng như là những cái cuộc sống ở trên biển đảo của đất nước Việt Nam mình nhé các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo nhé các bạn nhé. Một lần nữa xin mọi người ủng hộ mình để mình có thêm động lực khám phá cuộc sống nhé các bạn nhé.